I'm rich. Hello. Hôm nay buồn quá lên ép tiếp cái cặp cái gì đây, là cái gì đây? Cặp Phong Tam Thanh Phù ha. Đây là của Vũ Khí Hoàng Kim. Ở lộn, cái Liên Hoàng Kim. Đây là chiếc cái này chiếc gì đây? Cộng dây chuyền hả? À đúng rồi, giờ nhìn kỹ là thấy đây là cái cộng dây chuyền ha. Có hình Phật Quan Âm. Đúng rồi, hình như là vậy. Mà sao anh này là phái chọn phái gì quên rồi. Anh này là phái Võ Đan mà sao lại có cái hình của Phật Quan Âm ta? Ok, đeo vô là được rồi. Đó, đeo vô được ha. Tất cả là cộng 7 ha. Thiên tứ cộng 7. Đó. Anh này là không có được cái nón với đôi giày, đi chân không. Cực lắm mới lấy được cái liên ha. Đó. Rồi đi hai cái nhẫn vô danh, tinh xảo vô danh cộng 10. Đó. Giờ còn thiếu có cái cộng dây chuyền thôi. Giờ vô ép ha. Ok. Rồi lên thiên tứ nè ha. Đó. Bạc rồi. Đầu bạc rồi đó. Bây giờ là tiếp tục cái chặng đường mà up lên cộng của sao vậy? Rồi ok. Lên. Lên được cộng 1. Bao nhiêu đây, đá có đủ lên được cộng na cộng bạc cộng 7 không ta? Thất bại. Tiếp tục gán cho lên cái cộng 7 nè. Rồi buồn ngồi tâm sự kể chuyện cho các bạn và các anh chị cô bác nghe luôn ha. Đó. Chẳng là hôm qua có một số anh chị đi mua khẩu trang. Đó. Đang đứng quá trời đông luôn. Chen chúc nhau mua thì có một anh chạy tới, hối hả chạy tới ha. Mặt lắm la lắm lét, đầy nhóc mồ hôi người. Đó. Bắt đầu vô xin cho em mua một cái khẩu cho em vô mua trước. Đó, nhà của người nhà đang đầm đợi ha. Xúm nhau nghe cũng thấy tội mà nhìn mặt thấy cũng tội thiệt, áo đồ ướt đẫm mồ hôi rồi ha. Trời ơi, nhìn thấy tội lắm. Xúm nhau cũng né ra cho anh lên ngồi, anh lên mua. Anh ta bước vô ha. Trời ơi, nói một câu xanh rờn: chị ơi, bán cho em hai cái bao cao su. Đó. Ba con sâu nghe không? Đó. Tới khúc ép này thì nó lâu lắm. Mình anh em phải tua qua ha. Chứ khúc này là tới 30 phút. 30 phút mà ta nói chị ép liếu 30 phút là được lên cộng 5 cộng 6, cộng 6. Mà chua thiệt chứ. Phải công nhận là ngồi ép 30 phút mà ta nói muốn buồn ngủ luôn vậy đó. Tính làm cái clip là up cái tinh xảo vô danh. Nhưng mà tinh xảo vô danh thì nó gọi là sao ta? Nó quá ư là dài. Thiệt luôn á. Cái này mà up mà ta nói còn lâu như vậy. Cái này không phải lâu gì mà lâu cái thời gian mà lụm từng cục. Như là mua từng cục này nè. Mà bỏ vô thì chứ tính ra cái tỷ lệ ép nó còn cao hơn là cái tinh xảo vô danh. Chứ là tinh xảo vô danh là phải ép lên cộng 10. Còn cái cục còn cái mấy cái đồ thiên tứ này thì ép nó cũng không có lên cao như vậy, tới cộng 7 à. Mà tỷ lệ nó cũng đỡ hơn cái tinh xảo vô danh. Nhưng mà tính ra thì ép 2-3 món thiên tứ này đâu, ép full bộ thiên tứ tính luôn cái vũ khí á, thì không biết là nó bằng được một cặp nhẫn vô danh hay không nữa.
nên là kỳ này mà mở cái server chính thức là chắc là úp đầu vô là lo mà kiếm nhẫn vô danh, có event là bụp liền. Ăn cái nhẫn vô một cặp nhẫn vô danh trước kịch tính gì tính. Mấy bạn và mấy anh chị và mấy bạn ăn cái cặp nhẫn vô danh vô là thấy cái ặc nó giá trị liền. Đó. Cái ặc không chơi chắc mình đem bán nhưng còn được. Mà tính ra bỏ cái ặc để đem đi bán mà chung là hơi bị phí. Phí hả? Nghĩ lại thấy cái ặc mà không chơi mà đem đi bán thì thấy nó cũng hơi xót xa tiền của, nhưng mà nếu mà bán mà để thu lại cái tiền mà để đầu tư server mới thì cũng được hả? Hình như là admin của con võ là con của con Thiên Địa Võ Lâm này thì nó lâu lâu thì sẽ có một cái sự kiện hay cái event nào đó, là bữa em nghe nói là sẽ có gì giống như là lâu lâu sẽ có gì cho người server cũ quay lại thu lại ặc của server cũ để cho qua server mới là như bồi thường một nửa ha, 1/3 gì á, nhớ là vậy. Rồi tới đây thì ta về chúng ta mua cái quyển này ha. Tập trước thì mình hướng dẫn chung thì đây bắt đầu luyện kim thuật rồi. Ok, chạy qua bển coi nó cho cường hóa tiếp không. Cô bảy rồi, có nhiều anh, có nhiều mấy anh mấy cô mấy chú gì vô hỏi là tới sao không cường hóa hết, sao không cộng hết, thì em cũng xin nói là tại vì hồi nãy giờ thì cộng là chắc cũng 15-20 phút rồi đó mà chưa, mới lên cộng 6 à. Là mấy cô chú anh chị nghĩ đi, là nếu mà cộng full bộ thì nó mất bao lâu. Nói chung thì cái này đây một ngày trời. Một ngày trời được một con. Cái ặc kia thì nó cũng full rồi. Hy vọng là cái này đập một phát chứ chạy đi chạy về là hơi cực ha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rồi quay về hốt một mớ quyển lên nè. Giá trị một quyển hình như là 500 á, để mở rộng rương rồi cái về cất mấy cục rác. Cục đã bán được không ta? Vứt là hình như là không được rồi. Đi bán được, bán được, bán được, bán được. Võ đan ha, võ đan có Trương Chân Nhân đó. Sau đó là có gì ta, Trương Vô Kỵ đó. Đây một quyển này là 500 điểm tích lũy ha đó. 500 điểm cộng với 1000 vạn. Tính ra ngày thường mà ép cái này là cũng cả một Vajrayana rồi đó. Tính ép sơ sơ chắc ăn một cái đâu, tính ăn một cái event là cũng được 1-2 món á. Đúng rồi, ăn một cái event full event có 3 triệu à. Đó, full một cái event là gần như là được một món rồi. Đúng rồi, đúng rồi, full một cái event là gần như được một món. Chà, ăn cái quyển này hơi cực ha. Hồi nãy tính nghỉ rồi đó. Hồi nãy em tính nghỉ rồi đó. Chứ
ép lên cộng 6 là nãy giờ cực luôn. Hiện tại bây giờ đang là 11:49. Nói chung là ép xong là rất là buồn ngủ. Ép buồn ngủ mà ngủ rụt luôn á. Tính ra là ép hơi phê. Hôm qua thì là rất nhiều anh chị đồ ha, cô chú đồ đi cộng vô danh ha. Hôm nay thì giờ này là gần 12 giờ rồi mà cũng còn rất là nhiều cô chú anh chị đang đứng cộng vô danh nữa. Tính ra bỏ mấy tiếng đồng hồ ra cộng cũng lên đó chứ. Hết điểm hả? Chắc hết điểm rồi quá. Ồ đang có còn mà nãy chắc cộng lò bấm lộn. À không đủ ngân lượng, hết ngân lượng rồi. Sorry mấy cô chú anh chị. Rồi bao nhiêu đây, chắc lên chắc cũng khá rồi. Lên trên kia ép thử rồi. Bây giờ thì cũng lại tiếp tục tour nữa ha. Tôi cho nó lẹ lẹ. Ép cái này thì tỷ lệ nó hơi bị thấp ha. Nhưng mà nếu mà ép lên được thì nó gọi là mát phê luôn. Trong bộ trang bị của mình thì hôm bữa còn thiếu có cái này nữa là cộng 7 nữa là xong rồi. Tính ra giờ là cộng 7 nữa là xong rồi đó. Nhìn ráng cố gắng. Đó các bạn thấy đó, một cái quá trình mà để ép được một cái vật phẩm thiên tứ lên cộng 7 rất là tốn kém. Nên mà một ặc mà có được một bộ thiên tứ là coi như là đánh dở cũng được đó. Gọi là đánh dở, đánh ngu cũng được đó. Như em nè, em đánh ngu cũng được đó. Miễn là có bộ thiên tứ full hay là thiên tứ không, trong một cái server không phải update là coi như là nở mặt rồi. Nói chung nó không nở cái này nó cũng nở cái kia, không nở cái tốt thì cũng nở cái xấu à. Cái anh chị thấy đúng không đó, một thằng cầm một bộ đồ mà maximum đó. Đó, một bộ đồ có giá trị trong game đó. Nhưng mà nó đánh ngu ra bị BK giết thì nó cũng nổi tiếng thôi. Nổi tiếng vì cái độ mà đánh dở, đánh ngu cũng được đó. Chắc chắn là phải kiếm một bộ trong kỳ mở server chính thức này rồi. Cố gắng thôi. Trời ơi, ép từ nãy giờ rất là lâu rồi. Và bây giờ cũng là 12 giờ mấy, gần 1 giờ rồi. Chu cho mà không lên được cộng 6, có lộn cộng 7. Chua quá các bạn ơi. Mấy anh mấy chị ơi, ép lên chua như giấm luôn. Ôi dù sao cũng được 6 vòng rồi. Thôi tạm biệt mấy anh mấy chị nha. Thôi chắc em ốp. Rảnh mai ép con siêu quang cái ạc này cái. Đó, rồi bye bye. Chào tạm biệt các anh các chị nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Heo VKT ủng hộ em nha. Đăng ký like và bấm vào cái chỗ đăng ký và kế bên có quả chuông. Nhớ bấm vô ủng hộ em nha. Rồi bây giờ buồn ngủ quá. Rồi bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye, chào tạm biệt mấy anh mấy chị. Bye, chào tạm biệt các bạn.